Indonesia, Hafid và Masita ở phía xa màn hình. Yong Kai-hi sẽ là người giao cầu. Trọng tài xác định cầu trong sân, một pha xử lý trái tay rất tốt của Yong Kai-hi, tay vợt nam của đôi vợt hạt giống số 3. Lúc này họ đang bị đối phương dẫn trước. Đôi vợt Hafid và Masita của Indonesia đã giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên. Và set đấu thứ hai này họ đang dẫn trước với tỷ số 6-4. Đây là Hafid, tay vợt nam của Indonesia. Trong ngày hôm qua thì Hafid và Masita đã có một trận đấu rất hay để góp mặt ở vòng đấu bán kết này. Ngày hôm nay thì họ đang tiếp tục giành được lợi thế. Các đôi vợt của Indonesia luôn rất mạnh ở nội dung đôi nam nữ. Trong thời gian gần đây thì đã có những đôi vợt của Indonesia giành chức vô địch thế giới cũng như giành huy chương ở Olympic ở nội dung này. Pha đập cầu ghi điểm dễ dàng của Hafid. Tay vợt đã tạo được rất nhiều ấn tượng từ đầu giải. Một lời đánh mạnh mẽ với pha đập cầu uy lực. Cùng với đó thì Hafid cũng có tình huống xử lý cầu ngắn, tình huống xử lý cổ tay rất khéo léo. Lúc này thì đôi vợt của Indo đang dẫn trước với tỷ số 8-6. Masita giao cầu. Trọng tài xác định cầu trong sân, pha xử lý cầu chéo sân tốt của tay vợt nam, đôi vợt hạt giống số 3 Yong Kai-hi. Tỷ số lúc này được cân bằng 8 đều. Quyền ra cầu đã được đổi về cho đôi vợt của Indonesia. Hafid sẽ là người giao cầu. Cầu của Hafid nhưng không thành công. Yong Kai-hi đã có những pha xử lý khôn khéo. Đôi vợt hạt giống số 3 của giải, Yong Kai-hi và Tan Wei-han, bước vào trận bán kết này sau những trận đấu có thể nói là khá vất vả ở vòng ngoài. Ở các trận đấu vòng ngoài tại vòng 2 và vòng tứ kết diễn ra vào ngày hôm qua thì họ đều cần tới 3 set đấu để có thể giành quyền đi tiếp. Những trận đấu rất căng thẳng và trong ngày hôm qua thì suýt chút nữa đôi vợt hạt giống số 3 của Singapore Yong Kai-hi và Tan Huy Han đã bị loại trước một đôi vợt của Thái Lan. Họ chỉ may mắn giành chiến thắng ở set đấu thứ 3 với tỷ số là 23-21. Pha đập cầu tốt của Yong Kai-hi vào vị trí nữ Masita
Và tấn công thẳng vào người của Masita và rất khó cho tay vợt nữ của Indonesia. Yong Kai Hee có một pha dứt điểm khôn khéo. Cầu trong sân ở tình huống này, đáng tiếc trong cái hình vừa rồi đã hơi lưỡng lự trong những pha xử lý của mình và anh đã để thời cơ trôi qua. Lúc này thì đội vợt của Indonesia Hafid và Masita dẫn trước 11 người ở set đấu thứ hai, và set một thì họ đã giành chiến thắng. Hafid và Masita không được xếp hạng hạt giống ở giải đấu năm nay, tuy nhiên thì họ đã thi đấu khá thành công ở vòng đấu trước, có vòng đấu tứ kết của giải thì Hafid và Masita đã loại đôi vợt đồng hương xếp hạng hạt giống số 2 Ifan và Wayne. Một chiến thắng của họ chỉ sau 2 set đấu. Và ngày hôm nay Hafid và Masita đối đầu với một đôi vợt hạt giống nữa, đôi vợt hạt giống số 3. Tuy nhiên thì họ vẫn thể hiện được khả năng của mình. Hafid và Masita đều còn rất trẻ. Hafid sinh năm 1994, trong khi đó Masita sinh năm 1995. Họ chỉ mới bắt đầu kết hợp với nhau từ đầu năm nay. Trước đó họ kết hợp với những tay vợt đồng hương khác và cũng có thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Tuy nhiên với lối đánh rất hiểu nhau của mình, thì cả hai đang làm một sự kết hợp mới. Tình huống xử lý cầu quá non của Yong Kai Hee. Pha phong cầu với điểm rơi là không thực sự chuẩn xác và quá dễ dàng để Masita có một pha dứt điểm về phần sân trống. Rõ ràng với một tay vợt nam thi đấu bao sân mà có những tình huống xử lý lỏng như vừa rồi là rất dễ để mất điểm. Cầu chính xác của Hafid, số được nâng lên 13-12 cho đội vợt của Indonesia. Hafid và Masita đang có nhiều cơ hội để giành chiến thắng ở trận đấu này và lọt vào trận chung kết của giải đấu. Thành tích tốt nhất của hai tay vợt đến từ Indonesia ở những giải đấu diễn ra tại Việt Nam trong năm 2014 chỉ là lọt vào tứ kết. Năm nay thì họ kết hợp với nhau và đã lọt tới bán kết của giải đấu. Pha xử lý trên lưới lỗi của Masita. Trong ngày hôm qua thì Masita đã chơi rất hay trên lưới, có nhiều pha xử lý khéo léo vào ghi điểm. Tình huống vừa qua thì Masita xử lý chưa được tốt cho lắm. Lần này đến lượt tay vợt nữ của Singapore mắc lỗi. Tan Vihan vừa rồi đã mắc lỗi. Thank you.
tỷ số là 14 đều. Set đấu thứ hai đang đi vào thời điểm quyết định. Rõ ràng rằng đôi vợt hạt giống số 3 của Singapore không hề muốn phải chịu thất bại chỉ sau hai set đấu trước một đối thủ không được xếp hạng hạt giống. Nhưng Hafid và Masita lúc này vẫn đang chiếm được ưu thế, dù ưu thế đó là rất nhỏ. Đôi vợt của Indonesia trong set đấu đầu tiên và cả set đấu thứ hai thi đấu rất chủ động, có nhiều pha tấn công ghi điểm. Không chỉ có Hafid và mà khả năng tấn công của Masita cũng là rất tốt. Chúng ta đã được thấy những tình huống xử lý trái tay rất mạnh mẽ của Masita, kể cả khi cô không bao lưới mà lùi sâu về phía sau thì cô vẫn tung ra được những pha dứt điểm uy lực. Cầu ngoài sân, thêm một tình huống xử lý cầu hỏng nữa của Wang Taihe. Nếu thất bại trong trận đấu này thì sẽ có thêm một bất ngờ thú vị nữa ở giải cầu lông Hà Nội Sinusa năm nay, khi mà rất nhiều những hạt giống đã dừng bước ở các vòng đấu đầu tiên. Và trong ngày hôm nay có lẽ sẽ có thêm một đôi vợt hạt giống nữa phải rời giải. Đôi vợt của Singapore Tan Wai Hee và Yong Kai Hee lúc này đang đứng ở vị trí thứ 73 thế giới, một vị trí có thể nói là rất cao so với các tay vợt khác tham dự giải cầu lông Hà Nội Sinusa năm nay. Đôi vợt của Indo, Hafid và Masita chỉ xếp hạng 439 thế giới, cách biệt là rất lớn. Tuy nhiên trong ngày hôm nay đã không có một cách biệt nào giữa hai đôi vợt. Thậm chí đôi vợt của Indo còn cho thấy sự nhỉnh hơn, họ thi đấu tinh tế và khéo léo hơn, phối hợp với nhau rất tốt trong những tình huống tấn công và gài cầu. Nhìn Hafid và Masita thi đấu thì người ta có phần nào liên tưởng tới đôi vợt cầu lông đôi nam nữ hàng đầu của Indonesia lúc này, Ahmad và Nasir. Hafid và Masita còn khá trẻ và họ có thể nói là tương lai của cầu lông Indonesia nếu tiếp tục phát huy được sự tiến bộ của họ. Họ mới kết hợp với nhau thôi, nhìn trời rất an ý. Quá nhiều khó khăn cho đôi vợt hạt giống số 3 của Singapore. Pha đập cầu ghi điểm nữa của Hafid. Lần này tấn công thẳng vào vị trí của tay vợt nam Yong Kai Hee. Hafid không có một chiều cao thực sự tốt, nhưng sức bật và lực cổ tay của anh thì thực sự ấn tượng. Cũng rất tỉnh táo, pha bỏ cầu chính xác của Hafid. Tỷ số lúc này là 20-15. Rất nhiều những cơ hội để giành điểm quyết định trong trận đấu này và lọt vào chung kết cho đôi vợt của Indonesia. Sâu trong tiếng vừa rồi, cách biệt là 3 điểm. Hạt giống số 3 của giải
Đội vợt của Singapore đang níu kéo những hy vọng của mình. Tấn công rất tốt của Song Chai Hy. Thêm một điểm số nữa. Cách biệt lúc này chỉ còn là 2 điểm mà thôi. Với việc lọt vào bán kết của giải cầu lông Hà Nội Sibutra thì chắc chắn hai đôi vợt sẽ nhận được 2.800 điểm thưởng trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới, một số điểm rất đáng kể. Nếu lọt vào trận chung kết thì họ sẽ có 3.400 điểm và nếu vô địch là 4.000 điểm. Một số điểm sẽ giúp cho Hafid và Masita cải thiện rất nhiều thứ hạng. Và lúc này thì họ chỉ nằm khiêm tốn ở vị trí 436 thế giới. Cầu ngoài sân và như vậy là chiến thắng trong trận đấu này đã thuộc về đôi vợt của Indonesia, Hafid và Masita. Đôi vợt không được xếp hạng hạt giống nhưng họ ngày hôm nay tạo thêm một bất ngờ nữa trước đôi vợt hạt giống số 3, loại hạt giống số 2 ở vòng tứ kết và hạt giống số 3 ở vòng bán kết, quá ấn tượng cho Hafid và Masita. Họ lọt vào trận chung kết đầu tiên ở các giải đấu mà họ đánh cặp cùng với nhau. Một sự khởi đầu rất ấn tượng trong năm 2015 này với Hafid và Masita.